Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Chương trình hôm nay có các nội dung chính sau đây. Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tổ chức luyện tập chỉ huy tham mưu một bên hai cấp trên bản đồ năm 2020. Xã Ca Lăng tăng cường các biện pháp phòng chống ngăn chặn dịch Covid-19. Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Đường triển khai thực hiện các giải pháp với quyết tâm hoàn thành tốt mục tiêu và nhiệm vụ đề ra trong năm học 2020-2021. Hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ 14, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của đất nước nói chung và Đảng bộ nhân dân các dân tộc Lai Châu nói riêng. Hướng tới Đại hội là dịp Đảng bộ nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết thông qua các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích trên tất cả các lĩnh vực với mục tiêu xây dựng Lai Châu ổn định chính trị, kinh tế xã hội phát triển, quốc phòng an ninh vững mạnh. Hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ 14, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Bộ Tư lệnh Quân khu 2 vừa tổ chức luyện tập chỉ huy tham mưu một bên hai cấp trên bản đồ năm 2020. Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu và Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Chính ủy Quân khu dự theo dõi chỉ đạo các khung tập. Với quy mô một bên hai cấp, cuộc luyện tập được tiến hành qua 3 giai đoạn: chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị tác chiến và thực hành tác chiến. Trong từng giai đoạn luyện tập, các khung tập từ cấp quân khu tới cơ quan đơn vị đã vận dụng linh hoạt và sáng tạo các nguyên tắc, lý luận vào việc giải quyết, làm rõ nhiều vấn đề, nội dung quan trọng, sát với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế đặt ra, đảm bảo để lực lượng vũ trang, quân khu xử lý kịp thời, thắng lợi khi có tình huống xảy ra. Đối với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên từ khi nhận lệnh chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, xác định những việc cần làm ngay, các cơ quan đơn vị đã bám sát chức năng nhiệm vụ, kịp thời nắm bắt tình hình, đánh giá đúng âm mưu thủ đoạn của địch. Tham mưu chính xác cho Thường vụ Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo, triển khai tốt những việc cần làm ngay, điều chỉnh kế hoạch tác chiến phù hợp với thực tiễn tình hình. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, tập trung tổ chức luyện tập, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ luyện tập, đạt mục đích yêu cầu đề ra và đảm bảo an toàn. Năm 2020, Hội đồng thi đua Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã bám sát nội dung thi đua của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tập trung lãnh đạo chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng năm 2020. Đó là đánh giá được đưa ra tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2020 vừa được Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức. Với chủ đề thi đua đoàn kết kỷ cương sáng tạo an toàn quyết thắng, phong trào thi đua đã được triển khai tới toàn thể cán bộ chiến sĩ, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác biên phòng và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Từ phong trào thi đua quyết thắng đã xuất hiện nhiều tập thể cá nhân điển hình tiên tiến với những mô hình hay, cách làm sáng tạo cần nhân rộng để cán bộ chiến sĩ các đơn vị học tập làm theo. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được trong năm qua, Hội đồng thi đua Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại hạn chế, đồng thời đưa ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua đạt hiệu quả cao trong những năm tiếp theo. Quỹ Tín dụng Nhân dân Nguyễn Huệ thành phố Lai Châu vừa tổ chức Đại hội đại biểu thành viên bất thường năm 2020. Trong 8 tháng đầu năm 2020, mặc dù do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên hoạt động của Quỹ Tín dụng Nhân dân Nguyễn Huệ vẫn đạt được kết quả tích cực. Hiện quỹ có tổng số 586 thành viên tại xã San Thàng, phường Đông Phong và trên 1.000 khách hàng có quan hệ tiền gửi tiền vay. Tổng vốn đạt 75,4 tỷ đồng, tăng 4,1% so với cuối năm 2019. Dư nợ cho vay đạt trên 63 tỷ đồng, tăng 2,5% so với cuối năm 2019. Nợ xấu gần 500 triệu đồng. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, quỹ đã xét duyệt cho nhiều lượt khách hàng, thành viên được vay với lãi suất ưu đãi. Tại đại hội đã thông qua tờ trình danh sách kết nạp 29 thành viên mới từ ngày 23 tháng 2 năm 2020 đến ngày 12 tháng 9 năm 2020. Việc kết nạp thêm thành viên mới vào quỹ góp phần chia sẻ, tương trợ giúp đỡ nhau về nguồn vốn, tăng gia sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, từng bước hạn chế đẩy lùi nạn cho vay nặng lãi hay còn gọi là tín dụng đen.
Hiện nay toàn tỉnh có 1.143 tổ hòa giải cơ sở với trên 5.700 hòa giải viên. Hàng năm các tổ hòa giải cơ sở song song với việc hòa giải các vụ việc mâu thuẫn, xích mích tại địa bàn còn tích cực tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, xây dựng bản làng văn hóa. Hầu hết các tổ hòa giải đều hoạt động có hiệu quả, giải quyết kịp thời những mâu thuẫn bất hòa ngay tại cơ sở, không để xảy ra điểm nóng phức tạp, khiếu kiện đông người, qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Thưa quý vị và các bạn, thông tư 01 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được ban hành nhằm kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 11 ngày 14 tháng 2 năm 2020, thông tư đảm bảo cơ sở pháp lý hướng dẫn các tổ chức tín dụng, các ngân hàng thương mại thực hiện cơ cấu lại thời gian trả nợ, miễn giảm lãi vay, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vay vốn bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Sau một thời gian thực hiện, thông tư 01 đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần giúp cho doanh nghiệp giảm bớt được khó khăn. Xung quanh nội dung này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu đã có cuộc phỏng vấn bà Nguyễn Thị Loan, giám đốc công ty cổ phần chè Tam Đường. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vâng, trước tiên xin được cảm ơn bà đã tham gia một cuộc phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lai Châu. Vâng, thưa bà, trong cái thời gian vừa qua thì dịch bệnh COVID cũng đã làm cho các doanh nghiệp cũng gặp rất nhiều khó khăn. Vậy thì doanh nghiệp mà công ty chè Lai Châu đã gặp phải những khó khăn như thế nào? Khi dịch COVID xảy ra thì do cái giãn cách xã hội thì cái sức mua của năm 2020 thì đã giảm so với 2019 thì khoảng từ 15 đến 20%. Cái giá bán ấy, thì công ty cũng đã bán giá thì giảm hơn và cái tỷ giá tiền đô cũng giảm hơn so với 2019. Nước tính ra tiền Việt Nam ấy, thì nó cũng giảm mỗi 1 kg chè là giảm từ 5 đến 7.000 đồng trên 1 kg. Thế bên cạnh đó thì một số các chi phí sản xuất cũng như là chi phí xuất khẩu tăng lên. Nên như là năm 2019 ấy, thì mình xuất khẩu đi thì cái thời gian tàu biển đi ấy, thì mất 30 ngày. Và sang bên nước của họ thì là người ta chỉ nhận được hàng sau 3-5 ngày là người ta nhận được hàng rồi. Riêng năm nay là cái thời gian đi trên biển là đã lâu hơn và cái lưu kho lưu bãi của cái sang đến cái bên nước họ là thời gian là mất tới 3 tháng đó, vì có thời gian phải lên từ 56 đến 60 ngày do vấn đề thông quan hàng hóa chứ là chậm. Thế do vậy là cái chi phí xuất khẩu năm nay là tăng hơn so với 2019. Do vậy là công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất chế biến là gặp rất nhiều khó khăn. Do cái ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, Thủ tướng Chính phủ đã có cái chỉ thị 11 và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã ra cái thông tư số 01 để hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Việc mà thực hiện cái thông tư 01 đã có phần hỗ trợ cho doanh nghiệp mình như thế nào? Thế là với cái hỗ trợ của nhà nước thì theo quy định 01 của Chính phủ thì là công ty cũng đã được hưởng các chính sách của ngân hàng BIDV. Thế cụ thể là công ty vẫn giữ nguyên được cái nhóm nợ là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đã giãn nợ trên 10 tỷ cho công ty Tam Đường và 15 tỷ với công ty Lai Châu ở với cái trung dài hạn, và cái giảm cái lãi suất trung hạn từ 1 đến 1,5%, và giảm cái lãi suất ngắn hạn là 0,5 đến 0,7%. Nếu tính ra trong thời hạn được hỗ trợ những công ty như vậy thì cái kinh phí thì nó cũng khoảng tầm từ 700 đến 800 triệu trong cái việc hỗ trợ này. Thế thì với cái chính sách ngân hàng đồng hành với doanh nghiệp thì công ty cũng đã có những cái giải pháp, một là cái cơ giới hóa trong việc sản xuất để giảm cái chi phí gia thành. Cái thứ hai là các cái quy trình kỹ thuật để đảm bảo để tạo ra là cái chất lượng sản phẩm tốt nhất, và các cái chi phí về cái nguyên nhân liệu thì công ty cũng phải giảm các cái chi phí tối đa để cho cái giá thành sản xuất của công ty ra nó đáp ứng phù hợp với cái xuất khẩu của tình hình hiện nay. Thưa bà, là trong cái thời gian tới thì bà có mong muốn như thế nào, cũng như là có kiến nghị như thế nào để hỗ trợ cho doanh nghiệp vượt qua những khó khăn trong thời kỳ này? Cái thứ nhất là công ty cũng muốn là về cái nhu cầu vốn của doanh nghiệp là một. Cái thứ hai là cái mức lãi suất cho doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp mà nó có thể là
thấp hơn với cái mức hiện tại như bây giờ, thì với cái lãi suất nó phù hợp thì cái việc hoạt động sản xuất kinh doanh nó sẽ có những hiệu quả tốt hơn. Thế còn ngoài cái việc vốn ra thì tất cả các chính sách của nhà nước cũng đã hỗ trợ doanh nghiệp rồi, chỉ có doanh nghiệp là áp dụng vào với các cái hỗ trợ đấy nó phù hợp đúng đối tượng thì công ty cũng sẽ đã được hưởng chính sách thôi. Thế còn là có cái vốn thì công ty mong muốn được bạn một là cái nguồn vốn không đủ cho doanh nghiệp trong những việc mở rộng quy mô sản xuất này. Cái thứ hai là cái lãi suất vay thì với cái mức lãi suất doanh nghiệp đối với doanh nghiệp thì nó khoảng tầm 0,6% trên năm nó sẽ có hiệu quả hơn. Còn nếu mà cái mức độ lãi suất vay là bây giờ là 0,85 nhưng 0,9 thì như vậy là vẫn hơi cao. Một lần nữa xin được cảm ơn bà đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn. Thời gian vừa qua, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 ở một số địa phương trong cả nước, cấp ủy chính quyền xã Ca Lăng đã tăng cường biện pháp, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của cơ quan y tế, phối hợp với đại đồn biên phòng Ca Lăng tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép. Xã Ca Lăng có 8 bản, trên 450 hộ và hơn 2.270 khẩu, chủ yếu là dân tộc Hà Nhì và dân tộc La Hủ sinh sống. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, xã Ca Lăng đã tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Công tác tuyên truyền được lồng ghép với các lớp tập huấn, các buổi họp bản, sinh hoạt của các tổ chức hội, đoàn thể. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn xã Ca Lăng ngay sau khi những dịch bùng phát tại thành phố Đà Nẵng, thì Ủy ban nhân dân xã đã xây dựng kế hoạch và cử cán bộ trong thành viên ban chỉ đạo trực tiếp xuống bản tuyên truyền cho nhân dân. Đầu tiên là phòng chống các rửa tay sạch này, tuyên truyền nhân dân là không tiếp xúc với những người lạ. Thế thứ hai nữa là tuyệt đối là phải người Trung Quốc vượt biên trái phép là phải báo ngay với ban chỉ đạo để các phòng tránh, tuyên truyền nhân dân tuyệt đối không tụ tập đông người để cách phòng chống làm sao cho nó hiệu quả. Tại trụ sở làm việc của xã Ca Lăng, việc đón tiếp nhân dân đến giải quyết các thủ tục giấy tờ được diễn ra hàng ngày, nên cán bộ công chức xã đã chủ động dọn dẹp vệ sinh khu làm việc sạch sẽ, chuẩn bị nước sát khuẩn để các công dân rửa tay khi đến giao dịch. Để đảm bảo phòng chống chung dịch COVID của cả nước thì anh em đến công sở thì trước tiên là đi đường đeo khẩu trang, là đến trước khi vào công sở thì có nước xịt rửa tay, đây anh em đều thực hiện nghiêm túc trước khi vào công sở. Đi theo hướng dẫn nhân dân là trước khi vào làm việc với cơ quan thì phải đeo khẩu trang mà. Tranh thủ ngoài giờ hành chính, các đoàn thể trong xã đã thành lập các tổ trực tiếp xuống bản, vào từng nhà dân để tuyên truyền cho bà con các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn, hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone. Cùng với đó, xã còn phối hợp với đồn biên phòng Ca Lăng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép vào địa bàn. Với mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục toàn diện theo định hướng phát triển năng lực phẩm chất học sinh, chất lượng học sinh giỏi, chất lượng đội ngũ, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và trường chất lượng cao. Ngay từ đầu năm học 2020-2021, ngành giáo dục và đào tạo huyện Tam Đường đã tích cực thực hiện nhiều giải pháp với quyết tâm cao, hoàn thành tốt mục tiêu và nhiệm vụ đề ra. Sau khi sắp nhập trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Bản Hòn và trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở xã Bản Hòn vào tháng 8 năm 2020, đến nay trường tiểu học và trung học cơ sở xã Bản Hòn có 6 điểm trường với 26 lớp, 505 học sinh, trong đó có 130 học sinh bán trú. Nhà trường có 236 học sinh khối trung học cơ sở và khối tiểu học là 269 học sinh, trong đó học sinh đồng bào dân tộc Lự chiếm 90%, còn lại là dân tộc Mông. Ngay sau khi sắp nhập, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Bản Hòn đã nhanh chóng đi vào ổn định để thực hiện nhiệm vụ giáo dục trong năm học mới.
Năm học này, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Bản Hòn đưa ra mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới đối với khối lớp 1 và chuẩn bị đội ngũ cho khối lớp 6. Sau khi nắm bắt được những nội dung của bộ sách giáo khoa lớp 1, kết nối tri thức với cuộc sống, cô giáo Trần Thị Ly được nhà trường phân công dạy học sinh khối lớp 1. Trong thời gian qua, cô Ly đã không ngừng học tập, trau dồi kiến thức chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy để các em dễ học, dễ hiểu, nắm vững được bài học. Năm nay ấy, thì đối với chúng tôi là chúng tôi chọn cái bộ sách kết nối tri thức cuộc sống ấy, thì ngay từ cái tên của sách thì đã tức là cái kiến thức em học đã gắn liền với thực tế cuộc sống. Chính vì vậy trong quá trình học thì ngoài việc dạy những cái kiến thức cơ bản cho các em thì tôi cho các em liên hệ rất là nhiều về những cái về thực tế cuộc sống để cho các em có thể vận dụng trong cái cuộc sống hàng ngày của mình. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, ngay từ đầu năm học, ban giám hiệu nhà trường đã tích cực chỉ đạo việc dạy học theo đối tượng vùng miền và phân phối chương trình dạy học cho phù hợp với đối tượng học sinh, tổ chức ra đề đánh giá nhận xét kết quả học tập của học sinh phù hợp với từng lớp, khuyến khích đội ngũ giáo viên tự bồi dưỡng chuyên môn, lấy chất lượng học sinh để đánh giá xếp loại giáo viên và bình xét thi đua. Ngoài ra, ban giám hiệu nhà trường cũng làm tốt công tác bán trú, công tác huy động học sinh ra lớp và duy trì sĩ số học sinh, tổ chức các phong trào thi đua, dạy tốt, học tốt nhằm tạo không khí sôi nổi trong toàn trường. Song song với việc nâng cao chất lượng mũi nhọn và cái chất lượng đại trà thì ngay từ đầu năm học thì nhà trường đã xây dựng kế hoạch và đã tổ chức nhất là khảo sát cái chất lượng đầu năm đối với lại khối tiểu học và khối trung học cơ sở để lựa chọn những học sinh khá giỏi thì là sẽ bồi dưỡng để nâng cao mũi nhọn. Thế còn đối với những cái em mà yếu thì sẽ phụ đạo để nâng cao cái chất lượng. Năm học 2020-2021, toàn ngành giáo dục Tam Đường có 38 trường, 649 lớp với trên 15.000 học sinh. Để thực hiện được mục tiêu đề ra, ngành giáo dục và đào tạo huyện Tam Đường triển khai đồng bộ các giải pháp xuyên suốt trong cả năm học. Trong đó, ngành giáo dục Tam Đường tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo, đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa, giáo dục phổ thông, bố trí sắp xếp đội ngũ theo đúng vị trí, năng lực, sở trường. Các trường thực hiện việc dạy học theo đối tượng vùng miền, dạy học theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh, duy trì và nâng cao chất lượng quản lý chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục nền nếp học sinh bán trú, thực hiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, khám sức khỏe định kỳ, xây dựng trường học sạch, xanh, đẹp, an toàn. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đề ra thì chúng tôi cũng đưa ra những cái giải pháp đầu tiên là làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân cũng như là cán bộ giáo viên công nhân viên trong toàn ngành. Thứ hai là chúng tôi cũng tuyên truyền để các cán bộ công nhân viên trong toàn ngành cũng như là học sinh nắm được những cái biện pháp phòng chống dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và toàn bộ nhà trường. Thứ ba là tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với chính quyền địa phương và tham mưu với chính quyền địa phương để đầu tư các cơ sở vật chất đảm bảo trang thiết bị dạy học cho nhà trường. Và cuối cùng là chúng tôi cũng phối hợp với ban đại diện phụ huynh học sinh tuyên truyền với học sinh để tạo sự đồng thuận cũng như là phụ huynh ủng hộ về cơ sở vật chất cũng như là các cho con em học sinh tới trường tới lớp quan tâm đến cái việc con em tới trường kết hợp giữa đánh giá giữa nhà trường với gia đình và cộng đồng. Với những giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương cùng với sự nỗ lực cố gắng của cán bộ giáo viên là cơ sở để ngành giáo dục huyện Tam Đường sẽ hoàn thành tốt mục tiêu và nhiệm vụ năm học 2020-2021. Bảo hiểm xã hội tỉnh vừa có thông báo số 795 về việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lai Châu. Theo đó, từ ngày 1 tháng 9 năm 2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính đối với 12 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội tỉnh đưa ra thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công gồm các thủ tục sau. 1. Đăng ký điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. 2. Đăng ký đóng cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế. 3. Đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, cấp sổ bảo hiểm xã hội. 4. Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do thay đổi thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội. 5. Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do hỏng mất. 6. Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do hỏng mất.
7. Cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế do thay đổi thông tin trên thẻ. 8. Giải quyết chế độ thai sản thực hiện đối với trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con nhận nuôi. 9. Giải quyết đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác. 10. Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích. 11. Giải quyết trợ cấp hàng tháng theo quyết định số 613. 12. Giải quyết trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu, chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Nghị định số 14/2020. Chuyển sang một số tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý. Tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh vừa tổ chức lễ khai giảng năm học 2020-2021. Lễ khai giảng được tổ chức trực tuyến với các điểm cầu là các đơn vị trực thuộc học viện. Năm học 2019-2020, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tiến hành đổi mới toàn diện nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Công tác tuyển sinh đảm bảo đúng quy định, tiêu chuẩn của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chất lượng giảng dạy học tập được nâng lên, đội ngũ giảng viên được tăng cường về chất lượng và số lượng. Năm học 2020-2021, Học viện xây dựng những giá trị cốt lõi trong phương châm hành động, kiên định, phụng sự, thực tiễn sáng tạo và hiện đại. Đây cũng là năm thứ tư Học viện tiếp tục đẩy mạnh kỷ cương, kỷ luật học tập của học viên và kỷ luật lao động của công chức viên chức người lao động, xây dựng môi trường đào tạo mẫu mực, xứng đáng với vị thế của trường Đảng Trung ương. Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ phải xuất phát từ thực tiễn, bám sát thực tiễn, thấm nhuần tư tưởng của Đảng, bám sát cương lĩnh, điều lệ, các chủ trương nghị quyết của Đảng. Trong đó chú trọng việc rèn luyện lập trường tư tưởng chính trị, đạo đức, phong cách lối sống. Học viện cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát chặt chẽ, nghiêm minh, đảm bảo công tác tuyển sinh đúng đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng tốt hơn và chủ động hơn cho nhu cầu đào tạo cán bộ nhiệm kỳ Đại hội 13. Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2020-2021, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân quận huyện tập trung khắc phục ngay những hạn chế tồn tại và xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương. Thành phố yêu cầu các địa phương đơn vị tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh an toàn trường học, chú trọng giáo dục thể chất, y tế trường học, xây dựng văn hóa học đường, giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, thúc đẩy việc học sinh tham gia nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông. Riêng với giáo dục mầm non, thành phố tiếp tục triển khai các chính sách về hỗ trợ giáo dục mầm non, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ và nâng cao đạo đức nhà giáo cho đội ngũ. Ngày 12 tháng 9, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết vừa tiếp nhận thêm một bệnh nhân bị ngộ độc Clostridium liên quan đến pate minh chay. Đây là trường hợp thứ 10 được ghi nhận tại TP.HCM và là ca thứ 7 cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Bệnh nhân vừa được khoa nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận suốt một tháng qua điều trị yếu liệt cơ tại một bệnh viện tuyến tỉnh. Tuy nhiên, bệnh viện tỉnh chưa chẩn đoán được nguyên nhân gây bệnh, nghi ngờ bị ngộ độc botulium nên cho chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy tiến hành điều tra bệnh sử, đánh giá và hội chẩn chuyên môn xác định bệnh nhân ngộ độc botulium sau khi ăn pate minh chay. Đây là trường hợp thứ 7 ngộ độc pate minh chay được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, dù tất cả các ca bệnh đã qua nguy kịch, song sức khỏe đều chưa phục hồi bình thường, nhiều bệnh nhân còn phải thở máy nhiều tháng. Tính chung, cả thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 10 trường hợp cấp cứu liên quan đến pate minh chay. Trong bối cảnh thế giới ghi nhận hơn 28,6 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 920.000 ca tử vong, ngày 11 tháng 9, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua một nghị quyết gồm những nội dung nhằm khuyến khích sự hợp tác quốc tế trong việc ứng phó với đại dịch COVID-19. Nghị quyết được thông qua với sự ủng hộ của 169 trên 193 nước thành viên, trong đó Mỹ và Israel bỏ phiếu chống, còn Ukraine và Hungary bỏ phiếu trắng. Nghị quyết xác định hợp tác quốc tế, chủ nghĩa đa phương và tinh thần đoàn kết là cách thức duy nhất ứng phó hiệu quả với các cuộc khủng hoảng toàn cầu như đại dịch COVID-19.
Văn kiện này thừa nhận vai trò lãnh đạo then chốt của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, vai trò nền tảng của hệ thống Liên Hợp Quốc như chất xúc tác và giúp điều phối phản ứng toàn cầu đối với dịch COVID-19. Nghị quyết cũng ủng hộ lời kêu gọi của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về việc thực thi một lệnh ngừng bắn toàn cầu ngay lập tức, kêu gọi các quốc gia thành viên và tất cả các bên liên quan thúc đẩy sự đoàn kết và thống nhất trong việc ứng phó với đại dịch COVID-19, cũng như ngăn chặn, lên tiếng và hành động mạnh mẽ chống tình trạng phân biệt chủng tộc, bài ngoại, phát ngôn thù hận, bạo lực và phân biệt đối xử. Nga và Trung Quốc kiên quyết phản đối chính sách đơn phương và chủ nghĩa bảo hộ, phản đối hoạt động chính trị dựa trên sự đe dọa sử dụng vũ lực, cũng như là phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương không có cơ sở luật pháp quốc tế. Đây là tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc gặp ngày 11 tháng 9 giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại thủ đô Moscow của Nga. Tuyên bố nhấn mạnh, Nga và Trung Quốc, với tư cách là các ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, tái khẳng định cam kết kiên định của hai nước đối với chủ nghĩa đa phương. Hai nước kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng gìn giữ hệ thống quốc tế với Liên Hợp Quốc là hạt nhân, đồng thời củng cố trật tự quốc tế bằng luật pháp quốc tế. Hai bên cũng tái khẳng định sự ủng hộ đối với Tổ chức Y tế Thế giới WHO trong việc điều phối hợp tác toàn cầu chống đại dịch COVID-19, cũng như cam kết bảo vệ vị thế của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO là kênh chính trong thúc đẩy tự do thương mại và điều phối việc xây dựng các quy tắc thương mại toàn cầu. Ngoài ra, hai nước đánh giá cao sự phối hợp tại các điểm nóng ở các khu vực, nhấn mạnh đối thoại là con đường hiệu quả duy nhất để giải quyết các vấn đề. Tuyên bố cũng khẳng định Nga và Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực. Cũng trong ngày 11 tháng 9, Tổng thống Venezuela thông báo lực lượng an ninh của nước này đã vừa bắt giữ một gián điệp của Mỹ tại bang Falcom. Hiện phía Mỹ vẫn chưa đưa ra phản ứng nào trước thông tin trên. Trong bài phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Nicolas Maduro cho biết nhân vật mới bị bắt giữ trên thuộc lính thủy đánh bộ của Mỹ, từng phục vụ tại một căn cứ của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA tại Iraq. Có nhiệm vụ thu thập các thông tin chiến lược về các nhà máy lọc dầu Amway và Caudon. Ngoài ra, Tổng thống Maduro cũng thông báo về việc phá vỡ được một kế hoạch của các thế lực thù địch nhằm đánh bom phá hoại một nhà máy lọc dầu tại bang Carabobo. Hiện Bộ Ngoại giao Mỹ cũng như Nhà Trắng vẫn chưa đưa ra bình luận nào trước thông tin trên. Quan hệ của Mỹ và Venezuela đã xấu đi nghiêm trọng khi Washington thừa nhận Tổng thống tự phong của Venezuela là Juan Guaido hồi tháng 1 năm ngoái. Mỹ trong thời gian qua cũng liên tục gia tăng các biện pháp trừng phạt đơn phương nhằm bóp nghẹt kinh tế Venezuela. Liên quan đến chương trình phát triển vaccine phòng COVID-19, ngày 12 tháng 9, Bộ Y tế của Nga cho biết lô vaccine Sputnik V đầu tiên đã được chuyển từ thủ đô Moscow đến các địa phương. Nga là một trong những nước có số ca mắc nhiều nhất tại châu Âu. Thông báo cho biết đợt giao hàng đầu tiên này là đợt thử nghiệm. Thông qua đợt này, các chuyên gia dự định xây dựng chuỗi cung cấp vaccine cho các chủ thể của Liên bang Nga, cũng như tổ chức tiêm vaccine cho những người dân thuộc nhóm nguy cơ cao. Nga là nước đầu tiên trên thế giới đăng ký lưu hành vaccine phòng COVID-19 hồi tháng 8 vừa qua. Loại vaccine này được Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh học mang tên Gamaleya phát triển. Ngày 9 tháng 9, giai đoạn 3 thử nghiệm vaccine hàng loạt đã được khởi động ở thủ đô Moscow. Nghiên cứu có sự tham gia của 40.000 tình nguyện viên được tiêm vaccine miễn phí. Theo Quỹ Đầu tư Trực tiếp của Nga, đến cuối năm 2021, hơn 1 tỷ người sẽ được tiêm chủng vaccine Sputnik V do Nga sản xuất. Khoảng 30 nước đã bày tỏ quan tâm loại vaccine này của Nga. Phần cuối của chương trình mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những sự kiện nổi bật diễn ra trong tuần vừa qua. Sáng ngày 9 tháng 9, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt thông báo kết luận số 173 và chỉ thị số 43-44 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Kết luận tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh việc thực hiện các chỉ thị của Trung ương là nhiệm vụ cần thiết và phải được triển khai sâu rộng ở từng cơ quan đơn vị, cơ sở các cấp tại từng tỉnh, thành phố trong cả nước. Nội dung các chỉ thị là cơ sở cốt lõi trong việc định hướng dư luận và việc thực hiện công tác truyền thông. Định hướng công tác trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các bộ ngành, đơn vị, địa phương cần tập trung ban hành, hướng dẫn các chỉ thị một cách thiết thực và sâu rộng tới cơ sở để nâng cao nhận thức, ý thức trong việc cập nhật các thông tin, định hướng của Đảng. Đồng thời, cần làm rõ các mặt còn hạn chế trong công tác chỉ đạo, triển khai ở từng cấp để có những chỉ thị sát thực, có lợi và có định hướng.
Sáng ngày 11 tháng 9, Hội Người Cao Tuổi tỉnh Lai Châu tổ chức hội nghị biểu dương cán bộ Hội Người Cao Tuổi tiêu biểu trong phong trào thi đua Tuổi Cao Gương Sáng giai đoạn 2015-2020 và kỷ niệm 25 năm thành lập Hội Người Cao Tuổi Việt Nam mùng 10 tháng 5 1995, mùng 10 tháng 5 2020, 15 năm thành lập Hội Người Cao Tuổi tỉnh 25 tháng 1 2005, 25 tháng 1 2020. Cùng với 25 năm xây dựng phát triển của Hội Người Cao Tuổi Việt Nam, Hội Người Cao Tuổi tỉnh Lai Châu đã trải qua 15 năm xây dựng. Với các hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, đã quan tâm chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng chính đáng của người cao tuổi trong tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 100% huyện, thành phố, 100% xã, phường, thị trấn và trên 90% thôn bản, khu phố có tổ chức hội. Hàng năm đã kết nạp được trên 1.000 người cao tuổi vào hội, đưa tổng số hội viên toàn tỉnh đến nay lên gần 32.000 hội viên. Phát biểu chúc mừng tại hội nghị, đồng chí Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người Cao Tuổi Việt Nam chúc mừng và đánh giá cao những nỗ lực của Hội Người Cao Tuổi các cấp tỉnh Lai Châu trong 15 năm xây dựng và phát triển. Các đồng chí nhấn mạnh thời gian tới, Hội Người Cao Tuổi các cấp tập trung làm tốt công tác tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là các chính sách mới đối với người cao tuổi, tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào thi đua Tuổi Cao Gương Sáng, phát huy kinh nghiệm trí tuệ của người cao tuổi trong xây dựng đời sống văn hóa, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và phòng chống tội phạm. Chiều ngày 11 tháng 9, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu biên soạn địa chí tỉnh Lai Châu. Cuốn sách địa chí Lai Châu có bố cục gồm 4 chương, gần 1.500 trang. Cuốn sách này chính là bộ cơ sở dữ liệu tổng hợp giúp cho lãnh đạo các cấp nghiên cứu, hoạch định chính sách, các nhà đầu tư tìm hiểu về vùng đất con người Lai Châu để đầu tư phù hợp, giúp cho lãnh đạo và nhân dân trong tỉnh hiểu biết quê hương Lai Châu đầy đủ hơn, giải đáp có căn cứ khoa học hơn những vấn đề về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đang và sẽ đặt ra trong sự nghiệp đổi mới và công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở địa phương. Đề tài đã được hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt xuất sắc. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu xin được tạm dừng ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.